tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursinev, người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Tiệc đã tan từ lâu, đồng hồ gõ 12:30. Trong phòng chỉ còn lại chủ nhà Sergei Nikolaevich và Vladimir Petrovich. Chủ nhà rung chuông ra lệnh cho dọn đi phần còn lại của bữa cơm tối. Và chúng ta đã đồng ý. Ông nhìn quanh, ngồi thoải mái trong lòng chiếc ghế bành, châm một điếu xì gà. Mỗi người sẽ nói về mối tình đầu của mình. Tới phiên anh, Sergei Nikolaevich. Sergei Nikolaevich, một người đàn ông thấp bé, mập mạp, với gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đầu tiên nhìn vị chủ nhà, sau đó hướng ánh mắt lên trần. Tôi không có mối tình đầu. Sau cùng ông nói, tôi bắt đầu bằng mối tình thứ hai. Sao có thể như thế được? Rất đơn giản. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi tán tỉnh một cô gái trẻ và duyên dáng. Nhưng tôi đeo đuổi nàng như thế không có chi là mới lạ. Về sau này, với các cô gái khác cũng thế. Nói cho chính xác, lần đầu và cũng là lần cuối, tôi yêu nhũ mẫu của mình khi tôi lên 6. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Tôi không tài nào nhớ được những chi tiết. Và ngay cả khi tôi nhớ được, có ai thích nghe không? Vậy về phần tôi thì sao? Ông chủ nhà bắt đầu nói. Mối tình đầu của tôi cũng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi chưa từng yêu ai cho đến khi gặp Anna Nikolaevna, nhà của tôi hiện nay. Và tất cả mọi chuyện đều xảy ra hết sức êm đẹp. Cha mẹ chúng tôi sắp đặt cuộc gặp nhau. Chúng tôi yêu nhau ngay và cưới nhau liền sau đó. Chuyện của tôi có thể kể lại vỏn vẹn trong vài ba chữ. Thú thật với các bạn, khi nêu lên chủ đề là mối tình đầu, tôi đã đặt hy vọng vào nơi các bạn. Tôi không nói là đã già, nhưng không còn trẻ trung gì nữa. Vladimir Petrovich, anh có thể làm cho không khí sôi động hơn không? Mối tình đầu của tôi chắc chắn không bình thường. Vladimir Petrovich, một người trạc tứ tuần, tóc đen ngã sang màu muối tiêu, hơi ngập ngừng trả lời. À, ông chủ nhà và Sergei Nikolaevich cùng nói một lúc, càng tốt, kể cho chúng tôi nghe đi. Nếu các bạn muốn, nhưng không, tôi không kể đâu, tôi không biết cách kể chuyện, tôi sẽ làm cho nó khô khan và cọc lóc, hay thêm thắt quá đà. Nếu các bạn đồng ý, tôi sẽ viết tất cả những gì tôi còn nhớ và đọc cho các bạn nghe. Các ông bạn lúc đầu không bằng lòng, nhưng Vladimir Petrovich nhất định làm theo ý mình. Hai tuần sau, họ gặp lại và Vladimir Petrovich giữ lời hứa. Bản thảo của ông chính là câu chuyện sau đây. Tôi lên 16, chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1833. Tôi sống tại Moscow với cha mẹ tôi. Họ sở hữu một ngôi nhà nghỉ mát ở gần cổng Kaluga, đối diện với vườn hoa Neskutny. Tôi đang chuẩn bị vào đại học, nhưng không chăm học và không sốt sắng. Tôi hoàn toàn tự do tự tại, không ai để ý đến tôi. Tôi muốn làm gì tùy thích, nhất là sau khi chia tay với người thầy sao chót, người Pháp. Ông này không bao giờ chấp nhận rằng ông đã rơi tõm vào nước Nga. Kominbom, tiếng Pháp như một quả bom. Và nằm bẹp dí trên giường ngày này sang ngày khác với vẻ mặt phẫn uất. Cha tôi tử tế, dễ dãi với tôi, còn mẹ tôi gần như chẳng ngó ngàng gì đến, mặc dù tôi là đứa con độc nhất. Nhiều việc khác chiếm trọn tâm trí của bà. Cha tôi vẫn còn trẻ và rất đẹp trai, đã kết hôn với mẹ tôi chỉ vì tiền. Mẹ tôi lớn hơn cha tôi đến 10 tuổi. Mẹ tôi sống một cuộc đời buồn bã, lúc nào cũng bực dọc, ghen tuông và cáu kỉnh. Nhưng chỉ khi vắng mặt cha tôi, mẹ tôi rất e sợ ông, và ông luôn nghiêm khắc, lạnh lùng và xa cách. Tôi chưa bao giờ gặp ai trầm tĩnh, tự tin và uy quyền như ông. Tôi không bao giờ quên những tuần lễ đầu tiên sống ở quê. Thời tiết tuyệt diệu. Chúng tôi rời thành phố vào ngày 9 tháng 5, ngày lễ Thánh Nicola. Tôi thường lang thang trong vườn nhà mình, trong vườn hoa Neskutny, và đi xa khỏi cổng thành. Tôi hay mang theo vài quyển sách, sách giáo khoa của Kedanov, thí dụ vậy, nhưng hiếm khi đọc. Và thường hay ngâm nga những dần thơ. Tôi thuộc lòng nhiều bài với bầu máng bóng sôi sục,
với trái tim đau thương ngọt ngào, lòng tôi tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tôi hơi sợ điều gì đó và thích thú mọi thứ. Trí tưởng tượng của tôi mãnh liệt như lũ chim nhạn lượn lờ quanh tháp chuông lúc rạng đông. Tôi mơ mộng, tôi buồn rồng, đôi khi khóc than. Nhưng qua những giọt lệ và nỗi buồn gợi ra bởi một dần thơ du dương hay bởi vẻ đẹp của một buổi chiều tà, hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ và cuộc sống sôi động vẫn dương cao như ngọn cỏ mùa xuân. Tôi có một con ngựa, tôi thường tự thắng lấy Yên Cương và một mình cưỡi ngựa rất lâu, phóng nước đại và tưởng tượng như mình là một hiệp sĩ trong trận đấu thương. Gió thổi mơn man tươi vui làm sao, hoặc ngẩng hoặc lên, tôi đón lấy vẻ lộng lẫy và xanh mát của bầu trời vào linh hồn tôi rộng mở. Tôi nhớ lúc đó, hình ảnh của người đàn bà, gương mặt của tình yêu hiếm khi hình thành rõ nét trong đầu óc tôi. Nhưng tôi có nghĩ đến và cảm thấy chung chung ở một cõi mơ hồ kín đáo nào đó, một linh cảm ngượng ngùng về một điều gì đó mới lạ, vô cùng ngọt ngào, yểu điệu. Mối linh cảm này, niềm hy vọng này thấm đẫm vào tôi. Tôi hít thở trong nó, nó cháy trong huyết quản, trong từng giọt máu. Nó là định mệnh sẽ sớm được hoàn thành. Địa điểm nơi chúng tôi sẽ sống trong mùa hè gồm một dinh thự bằng gỗ và hai căn nhà nhỏ. Trong ngôi nhà phía trái là một cơ sở sản xuất giấy dán tường loại rẻ tiền. Đã hơn một lần tôi đi dạo về hướng đó, nhìn thấy khoảng một chục đứa bé gầy còm và lượm thượm, quần áo dính đầy dầu mỡ, gương mặt mỏi mệt, thường xuyên nhảy lên những chiếc cần gỗ đè ép những ô vuông của cái máy in, và do đó bằng sức nâng mong manh của chúng tạo nên những mẫu mã khác nhau của giấy dán tường. Căn nhà bên tay mặt không có ai cư ngụ. Một ngày nọ, 3 tuần sau ngày 9 tháng 5, màn cửa sổ của ngôi nhà này cuốn lên, những gương mặt phụ nữ xuất hiện, có một gia đình nào đó dọn tới. Tôi nhớ trong cùng ngày đó, vào bữa ăn tối, mẹ tôi hỏi thăm ông quản gia về người láng giềng mới. Và khi mẹ tôi nghe nói tới danh hiệu công chúa Zasiekin, mẹ tôi ra vẻ tôn kính. À, một công chúa. Và thêm vào, tôi nghĩ là một công chúa nghèo, phải không? Họ đi xe thuê. Ông quản gia kính cẩn nói, đưa cho mẹ một cái nĩa. Họ không có xe riêng và bàn ghế tồi tàn. À, mẹ trả lời, vậy càng tốt. Cha tôi đưa ánh mắt băng giá nhìn qua. Bà im bặt. Chắc chắn công chúa Zasiekin không thể là một người giàu có. Căn nhà bà dọn vào quá tiêu điều, nhỏ bé và mái dốc thoai thoải, không có ai, ngay cả những người tương đối khá giả trong thế gian này lại bằng lòng vào ở. Tuy thế, vào lúc ấy, những gì được nói ra đã chóng bị quên lãng, tức vị vương giả không tạo ra ấn tượng nào cho tôi. Tôi đang đọc Robert của Schiller. Tôi có thói quen lang thang trong vườn mỗi buổi chiều để tìm lũ quạ. Tôi ôm ấp một mối thù lâu năm với loài chim tinh quái háo đói này. Vào ngày đã nói, như thường lệ, tôi đi rảo trong vườn. Sau khi tuần tiễu tất cả các lối đi, vẫn không có kết quả. Lũ quạ nhận ra tôi, kêu oang oác, từng chập ở tận đằng xa. Ngẫu nhiên, tôi đứng gần bên cái bờ dậu thấp, ngăn chia địa phận của nhà tôi với mảnh vườn hẹp dài đến tận ngôi nhà nhỏ ở phía bên phải. Và thuộc về ngôi nhà đó, thình lình tôi nghe một giọng nói, nhìn qua bờ dậu và như bị sét đánh, tôi thấy một cảnh tượng ngoạn mục. Cách chừng vài bước, trên bãi cỏ giữa những bụi mâm xôi màu xanh, một cô gái cao dong dỏng trong chiếc áo hồng kẻ sọc, một chiếc khăn trắng cột trên mái tóc. Bốn thanh niên đứng xung quanh và nàng đang cầm một chùm hoa màu xám đập lần lượt lên trán họ. Tôi không biết tên những bông hoa này, mặc dù tụi trẻ con biết rõ. Chúng giống như những cái túi nhỏ, khi ta đập vào chỗ cứng chúng sẽ vỡ bọt. Các chàng trai hào hứng chia trán ra, và phong thái của nàng tôi nhìn thấy nửa gương mặt, có chứa một điều gì vô cùng quyến rũ, kiêu kỳ, dịu dàng, dịu cợt và duyên dáng, khiến tôi sắp sửa phải kêu lên ngưỡng mộ và sung sướng. Và tôi nghĩ
tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ trên thế gian này tại thời điểm ấy, chỉ để được những ngón tay thanh nhã đó đánh vào trán tôi. Cái súng của tôi tuột xuống cỏ, tôi quên đi tất cả. Tôi nghiền ngẫm những đường cong, cái cổ mỹ miều, đôi cánh tay đáng yêu và mái tóc hơi xô lệch dưới vành khăn trắng, cặp mắt xanh mảnh khép hờ, bờ mi và đôi má mềm mại ở bên dưới. Chú bé, ê, chú bé! Một giọng nói đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Có lý nào chú được phép nhìn chòng chọc vào một cô gái chưa quen biết? Tôi giật mình, cảm thấy hổ thẹn. Đứng gần tôi, bên kia bờ dậu là một người đàn ông có mái tóc đen nhánh cắt sát, nhìn tôi với vẻ chăm chọc. Ngay lúc ấy, cô gái cũng quay lại. Tôi thấy đôi mắt to, xám, trên gương mặt rạng rỡ linh hoạt, và một tràng cười đột ngột nở bừng trên gương mặt ấy, để lộ trong thoáng chốc đôi hàm răng ngọc và đôi mày dòng nguyệt nhếch lên cho cái vẻ hài hước. Tôi đỏ bừng mặt, nhặt lấy cây súng, chạy về phòng mình. Một chuỗi cười thánh thót, hiền hậu đuổi theo. Tôi gieo mình xuống giường, giấu mặt trong tay. Tim tôi đập rộn ràng, vừa e thẹn vừa sung sướng. Tôi cảm nhận một niềm hân hoan chưa hề biết đến. Sau một lúc nghỉ ngợi, tôi chải lại tóc, rửa mặt và xuống lầu để dùng trà. Hình ảnh của nàng bền bồng trước mắt, tim tôi không còn đập nhanh nữa, nhưng đầy niềm thống trị ngọt ngào. Còn có sao không? Cha tôi hỏi ngay tức thì. Vừa giết được con quạ nào phải không? Xích nữa tôi đã kể hết cho ông nghe, nhưng tự kiềm hãm được và chỉ cười một mình. Khi sắp sửa đi ngủ, tôi xây ba vòng, không biết tại sao, trên một chân, bôi sáp vào tóc, lên giường và ngủ say như một cây bông dụ suốt cả đêm. Đến gần sáng, tôi tròn tỉnh, nhấc đầu lên, nhìn chung quanh trong hưng phấn và lại chìm vào giấc ngủ.